Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người trong cái lĩnh vực chăn nuôi dúi. Thì đây là một cái kinh nghiệm xương máu mà mình đã trải qua. Mình thì công việc cũng rất là nhiều nên mình đi cả ngày. Chiều về thì chuồng nuôi dúi của mình á, bình thường mình cứ nghĩ là mình để cho nó cái tổ nó dài như thế này để cho nó ấm con cho nó ấm, nhưng cuối cùng lại làm thiệt hại và kết quả là bị một con dúi con nó đã chui vào cái tổ đây quá sâu và nó lên không được và dẫn đến thất thoát một con. Như cái tổ đây là mình được 2 con này. Trong quá trình chăm sóc và chăn nuôi thì dúi con đã được 26 ngày. Hôm nay thì đã bị thất thoát một con, rất là tiếc. Thì mình cũng có làm cái video để chia sẻ cho mọi người để không phải vấp như mình nữa. Thì bây giờ mình đây, mình xin chia sẻ thực tế luôn. Bây giờ mình bắt cái con mẹ ra. Đây, mình chia sẻ với mọi người đây. Chú con của mình được 26 ngày. 26 ngày. Còn và một con ở đây. Nó ở trong cái tổ đây là rất là dài. Đây. Và nó bị chui ở dưới này, nó bị kẹt. Đấy. Mẹ nó giấu kỹ quá, nó bị kẹt như này. Và thế là con dúi đã chết. Này, rất là tiếc mọi người. Còn một em đây là mình nên chia sẻ với người người là không nên để cái tổ nó quá dài như thế này. Cái tổ đây bây giờ mình lấy luôn cái tổ đó ra. Những cái tổ ở đây mình để nó ít, mình đã thường xuyên dọn chuồng thì nó sẽ không có cái trường hợp là con dúi bị kẹt trong cái tổ dẫn đến là thiệt hại. Đây, bây giờ mình rút kinh nghiệm, mình dọn tổ thường xuyên. Khi con dúi nó lạnh thì con mẹ nó ốm nó thì nó sẽ không bao giờ bị chết lạnh, nhưng nó sẽ bị chết ngạt vì cái tổ quá dày. Nếu như có rơm á, mọi người nên bỏ cho nó một tí rơm khô vô là được. Rồi, video mình xin tạm dừng tại đây. Chúc mọi người nuôi dúi thành công và tránh cái trường hợp mà bị chết, có chết ngạt con dúi con như mình đã gặp. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.